bên Apple. Rồi, buffet buổi sáng. Sour chicken. Với đậu rồi ăn mì hả? Ừ, gia đình ăn sáng buffet. Ồ, bánh bột lọc nè. Tới hỏi. Bò, ăn bánh bột lọc không? Tiny bread. Với bao cầu? Under the table. She's weirdo. Sáng sớm bún mù quế, mấy một lọc mà. Đang quay phim. Đang này check out. Thấy bình thường vậy đó, chứ vào phía bên trong nó rất là rộng nha quý vị. À, cà phê không gian xưa, cái này thì của một cái ông đại gia của thành phố Đà Nẵng. Quán này thì có tuổi đời hơn chục năm rồi. Nó đắt tiền là vì cái hệ thống cây cảnh ở trong đó. Ông này ông cho sưu tầm những cái cây giá trị nó vài tầng. Thứ hai, tầng ở phía dưới cùng sẽ sử dụng cho mục đích dân sinh, có nghĩa là sử dụng cho những người dân sinh sống khu vực quanh đây, thì nó giảm thiểu được cái tình trạng va chạm tai nạn giao thông rất là nhiều. Đó, nếu như bây giờ muốn đi Sài Gòn, muốn đi Nha Trang, Đà Lạt là quý vị phải đi. Du khách tới với thành phố một lần thì cũng tới lần thứ hai, lần thứ ba, chứ không có chuyện là tới có lần xong rồi khiếp quá, sợ quá, đi chỗ này chặt chém cái này, đi chỗ kia chặt chém cái kia, thì lần sau quý vị mình sẽ không còn cái cả cái. Mình sẽ đi đường hầm. Yamada Hills. Châu nè. Ngoài ra để ba biên quay phim giữ lại cái phim đẹp này mà coi. Biên nói nè, Biên ra ngoài nắm tay đi. Mình đâu ra ngoài đi nè. Ngoài nó không được Việt Nam với ngoài nữa nha. Trong cung đình. Cung đình. Đi hai người mà. Đi chung hết mà. Tháp treo. Wow. Chút đi bà nè, không đi đấy con. Bà cô chút đi nhé. Mệt. Không có gì này đâu. Không bằng tay vàng mà cái đen gì đâu. Bây giờ nó là một khiếp con. Đặt ra cô đi, chỉ có mỗi cái hàm rượu thôi. Dạ.
đây chứ vài năm nữa đâu có nhớ. Đạo đó bây giờ hơi đỉnh nha chị. Uống nhiều đi rồi trồng bớt cho nó cho tôi. Chiều dài là bao nhiêu con? Dạ tuyến cáp này là 5,2 cây số. Apple. 5,2 cây số. I'm gonna go see Disney World up there. Oh. A very big castle. Dạ, lên anh nè. 5,2 cây số là cỡ khoảng 3 mile. 3 mile, ghê. Cao dữ hả? Đường dài á, trên này. Đường dài. Nào, đi xuống không? Nó cao tới gần 1.500 mét rồi. Dạ. Trời, đã xuống ngày chưa? Vậy là look. Có nhà anh đó nè. See? You are flying. Đang bay mà. À, thấy rồi. Apple, see the Disney up there? One. See the castle? Three. Nhìn thấy cụ phòng không? Thấy bàn tay không? Đã đi thấy bàn tay không? Yeah, I see it. Where? Oh, castle, Disney World castle. See that? All the way up there. Thích leo lắm. Té đùng đùng, sức miếng nha, chạy bão. Ngồi dậy thôi đi. Không có chuyện gì xảy ra. Đi đó. Chừng nào mấy chuyện. Well, look down, look down. Dạ. Đi bao nhiêu lần mỗi lần là đang liên qua. Đi qua kia thấy được biển, thấy được núi. Dạ qua bên này là bắt đầu đi qua đèo Hải Vân. Nhìn qua bên kia. Có rừng xiên đó kìa. Rừng xiên là đặc sản đó. Rừng xiên như tiêu. Có cây tốt đó. Lúc cô đi tour đỡ. Cô đi qua mấy cái vùng mà khu ổ trục á. À, tụi nó đi tour, nếu mà đi hành lương 15 ngày thì cực lắm. Dạ. Cô đi du lịch. Rồi, chúng ta đã tới trên đỉnh của núi Bà Nà. Bà Nà Hill. Quang sơ mà cũng có nhà ở Bà Nà. Disney World. Disney Việt Nam. Vào đi. Wow. Oh, I'm sorry. Right. Chị bảo không? Chị bảo không? Chị bảo, chị bảo. Wow. Bàn tay năm. Look at the hand. Apple, you scared? Apple sợ không? Hand. Mua bao bị ẩm lên không? Ooh, look at the castle. It doesn't smell really good here. Chú nè, bao bộ. Gọi là castle. Eat it. Quay hết phim luôn, dạ. Bỏ đi nha. Để lấy. Ủa mới. Thank you.
Go to the wine cellar. 100-year-old wine cellar. Yeah. Sao? Bà bán bà nhé. Wow, rượu vang. Cái rượu rất là cổ. Cái này đó. Rồi vô. Vô uống rượu rồi. Khu vực tổ đường rượu nóng hoặc khu vực bàn tiệc. Cả nhà mình có thể tham quan chụp ảnh lên đây, sau đó có thể nhận rượu phía cuối đường hầm ạ. À. Ok. Rồi, bà bị lấy rượu không? Rượu cứ hầm. Wow, this is wine cellar. Rượu xưa. Rượu vang. Go. Oh, man, I'm building a pizza, see? I'm not building a pizza. See, that's disco right now. But this is the Beauty and the Beast castle. They have natural, they have natural spring in here. The khoáng. Dòng nước tự nhiên. Hai cái miệng uống đầu cùng nhau. 100 ngầu đến đây mà 100 uống như này. 100 ngầu như này hả? Đâu, chính mẹ bắt không được. Không, thêm 100 xuống cuối đường nào. À thế ạ, à? Ngay cho muốn đọc được nào. Có ớt là được. Còn làm không thấy rồi. Dạ. Đi thôi chứ cũng lối thoát. Ủa không? Yeah. Không phải gì, nếu mà anh đi mà mấy cái màu vang vang là quan gió đi kia. Ừ. Đúng rồi. 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 Rồi qua cũng rượu. Anh hơi đỏ. Uống này bơ đô mà. Đồ chân bà. Uống này nho này cũng không. Nho là cô đây. Cho trang vậy nè. Dạ. Chơi luôn. Không, chơi với má thôi cho mát. Nó đi đến khóc theo thôi. Đúng không? Chơi luôn không? Yo. Ừ, ấm bụng luôn. Em ơi, để anh qua lại, để anh thử cho kịp I'll go up here, see what they have up here. More wine up here. Đây có vài bà rượu bò lắm mà. Ồ, kebab. Dạ. Rồi. Thank you.
Mẹ đang còn khai thác. Đang làm. Đang xây. Xây thêm 10 năm nữa quay lại là khác bắc rồi. 3 năm nữa mày qua đi lại vô vậy đó. Thôi 3 năm nữa đi chỗ khác chứ. Giờ mày bán trượt kìa, những xe in the slide đó. Ồ vậy mà máy với bà ngoại đi nha, tên nên là đầu tiên nó trời ơi. Big castle, castle over there too. Mẹ 75 con, 45 con. Thôi tới. Còn bán trượt. Ờ hả. Mày nói chắc là bán trượt thì vui. Ở tên nên nữa. Mình đi vui nè. Mà máy em già đi. Dạ dạ. Okay. Nó bán trượt á. So much. So much, right? You see the slide? Bây giờ nhỏ nhỏ chứ già. Sao đèn kìa. Đây là mình đây là castle. Đầu người nè. Có làm đường hầm ở trong cho lên xuống kìa thấy không kìa. Ngoài. Ngoài. Mặt đầu mà nằm nè. Đông đông với một mình. Mất đoạn kìa. Cầu quay. Rồi ở đây mới thôi, qua đây luôn rồi. Dạ. Bây giờ chân vô chị sơ sơ mà xíu rồi. Để xíu nữa khi mà mình ăn cơm xong á, nếu mà mình muốn đi ra chơi là mình đã biết hết rồi, mà còn cái nào nữa nào rồi. Được rồi. Nó hay á, là có này mình xếp hàng nhiều. Thì nó nằm ở trong này, nếu mà mình muốn chơi thì mình đi vào cho nó chơi. Đúng rồi, chỉ có là bán trường là tốn tiền, có tàn quần sát là tốn tiền, với lại mấy cái chỗ nào ăn thì có tài mình. Stand by me. Đi vô mà. Đúng rồi các bạn ạ.
Giờ đi ăn buffet. Đó rồi. Rồi ngồi đây đi. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Lấy đồ ăn, lấy đồ ăn. Gà kho. Gà kho xả. Cơm chiên cặp cặp. Xôi. Sườn. Sen. Jellyfish. Cơm trắng. Ok. Cá lóc chiên mắm. Nó sôi. Làm con bò. Why? Why sushi?
người ta. Súp gà hầm xăm. Gà xào sao bốc chim. Loại Hàn Quốc. Xuống. Mẹ nào mà đi thì hoặc là đi làm sớm thì phải gửi từ 6 giờ cho đến 9 giờ là thêm khúc nữa. Ừ, nó buồn ngủ nữa.